Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay, sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung 7 nữ anh hùng kiệt xuất của lịch sử Việt Nam. 1. Hai Bà Trưng, nữ vương đầu tiên trong lịch sử. Hai Bà Trưng là tên gọi chung của hai chị em Trưng Trắc và Trưng Nhị, hai người phụ nữ được đánh giá là anh hùng dân tộc của người Việt. Trong sử sách, hai bà được biết tới như là những thủ lĩnh khởi binh chống lại chính quyền đô hộ của Đông Hán, lập ra một quốc gia với kinh đô tại Mê Linh, và Trưng Trắc tự phong là nữ vương. Thời kỳ của hai bà đã được xem là thời kỳ Bắc thuộc lần 1 và Bắc thuộc lần 2 trong lịch sử Việt Nam. Theo Đại Việt Sử Ký Toàn Thư đã coi Trưng Trắc là một vị vua trong lịch sử với tên gọi là Trưng Nữ Vương. Sau khi cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng bị quân Đông Hán dưới sự chỉ huy của Mã Viện đánh bại, theo chính sử Trung Quốc thì hai bà đã bị chặt đầu đem về Lạc Dương. Còn theo người Việt tục truyền thì vì không muốn bị khuất phục, hai bà đã gieo mình xuống sông Hát Giang để tự sát. Một vinh dự lớn lao cho phụ nữ nước ta có Hai Bà Trưng mở đầu cho những trang sử vẻ vang chống ngoại xâm, giành độc lập cho Tổ quốc. Hai bà là Trưng Trắc và Trưng Nhị, con gái lạc tướng Mê Linh thời vua Hùng, rất chú trọng dạy hai con chí khí yêu nước. Trưng Trắc có chồng là Thi Sách đã bị thái thú Tô Định, nhà Đông Hán giết hại. Để chống lại ách chiếm đóng của nhà Hán và trả thù cho chồng, Trưng Trắc cùng với em là Trưng Nhị đã phất cờ khởi nghĩa, tập hợp nông dân khắp nơi trong cả nước đánh đuổi Tô Định, dựng lại cơ nghiệp xưa của vua Hùng. Cuộc khởi nghĩa của hai bà đã diễn ra vào năm 40 đầu thế kỷ thứ nhất. Trưng Trắc lên làm vua, xưng là Trưng Vương, nên độc lập kéo dài trong 3 năm. Đô Kỳ đóng cõi Mê Linh, lĩnh Nam Dương một, triều đình nước ta. Năm 42, tướng nhà Hán lại sang đánh nước ta. Hai bà Trưng và các nữ tướng như Lê Trần, Thánh Thiên, Thiều Hoa đã giao tranh oanh liệt, đánh thắng nhiều trận, song đã không chống lại được trước thủ đoạn mưu sẹo xảo quyệt của nhà Hán. Nên cuối cùng, thế hai bà đã gieo mình xuống sông Hát để tự vẫn. Trong Đại Việt Sử Ký năm 1972, Lê Văn Hưu đã viết: Trưng Trắc, Trưng Nhị là đàn bà, hô một tiếng mà quận Cửu Chân, Nhật Nam, Hợp Phố và 60 thành ở lĩnh ngoại đều hưởng ứng. Việc dựng nước xưng vương dễ như trở bàn tay. 2. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, nữ chiến sĩ Cộng sản Việt Nam đầu tiên. Đồng chí sinh vào năm 1910, mất năm 1941, tên thật là Nguyễn Thị Vịnh, sinh ở xã Vịnh Yên thuộc thị xã Vinh, Nghệ An. Học đến tiểu học, tham gia vào phong trào học sinh, được kết nạp vào Đảng năm 1930. Say mê học lý luận, chỉ là một trong những cán bộ phụ nữ được Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp dìu dắt. Sau đó, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã được đào tạo về chủ nghĩa Mác Lênin ở Liên Xô dưới cái tên Phan Lan. Chị là đại biểu trẻ nhất của Đại hội Quốc tế Cộng sản lần thứ 7 tại Moscow, đã đọc bài phát biểu nổi tiếng trong phiên họp thứ 40. Chúng tôi, những người phụ nữ nông dân, công nhân ở các miền phương Đông, các miền thuộc địa, bán thuộc địa, những người khổ cực gấp bội hơn các đồng chí Tây Âu, chúng tôi đã bước vào con đường đấu tranh cách mạng. Chị cũng là đại biểu thanh niên Việt Nam đầu tiên đi dự Quốc tế Thanh niên năm 1935, là bí thư tỉnh ủy Sài Gòn Chợ Lớn đầu tiên. Chị rất chú trọng đào tạo cán bộ công nhân, xây dựng cơ sở cách mạng ở nông thôn, có ý thức quyết vươn lên gánh vác vai trò lãnh đạo cách mạng. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai đã tỏ rõ năng lực, nghị lực vượt mọi đau thương, khó khăn riêng. Khi sinh con gái, khi chồng là đồng chí Lê Hồng Phong bị bắt ngày 28 tháng 8 năm 1941, chính quyền thực dân Pháp đã xử bắn chị cùng với các đồng chí Nguyễn Văn Cử, Hà Huy Tập. Đứng trên gò đất cao, chị đã giật mảnh băng đen bịt mắt vứt đi và nói lớn: Thưa đồng bào, chúng ta phải tiêu diệt đế quốc phong kiến thì đời sống mới sung sướng được. Đảng Cộng sản Đông Dương muôn năm, cách mạng Việt Nam muôn năm. 3. Chị Võ Thị Sáu, nữ anh hùng lực lượng vũ trang trẻ nhất. Chị Võ Thị Sáu sinh năm 1933, mất năm 1952, quê tỉnh Bà Rịa, chỉ được gọi là người con gái đất đỏ. Khi giặc Pháp tràn vào quê hương, chị Võ Thị Sáu mới 12 tuổi đã ném lựu đạn giết chết 3 tên chỉ huy Pháp. Chị nổi tiếng về tình báo biệt động và giao liên đặc biệt.
ám sát Hụt, tên Việt gian Đốc Phù Tòng, chị Võ Thị Sáu đã bị bắt, bị Pháp bắt vào năm 15 tuổi. Ở trong tù, chị vẫn tiếp tục hoạt động cách mạng. Tháng 12 năm 1952, Pháp đã đem chị ra Côn Đảo giam ở nhà lao Đá Trắng. Vốn thích múa hát từ nhỏ, khám tử hình đã không làm chị thôi hát. Khi giặc Sử bắn, chị đã đưa cho một cố đạo đến rửa tội, chỉ mắng: "Tao là người yêu nước, tao không có tội, chỉ chúng mày là quân cướp nước tao, giết dân tao mới là kẻ có tội." Trước khi chết, chị đã hô vang: "Việt Nam muôn năm, Bác Hồ muôn năm." Năm 1993, nhà nước đã truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang và huân chương chiến công hạng nhất. 4. Đồng chí Nguyễn Thị Chiên. Đồng chí Nguyễn Thị Chiên, nữ anh hùng đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Chiên sinh năm 1930, mất vào năm 2016, sinh ra tại huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình. Đồng chí là Trung tá Quân đội Nhân dân Việt Nam và nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đầu tiên của Quân đội Nhân dân Việt Nam. Trong phong trào du kích ở vùng tạm chiến, những ngày đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp từ năm 1946 đến năm 1948, chị vừa là bí thư phụ nữ, vừa là chỉ huy một trung đội du kích ở xã. Năm 1950, chị đã giật mình diệt một tiểu đội địch đi tuần tra trên đường 39. Đó là tiếng mìn đầu tiên cảnh cáo quân địch và thức tỉnh phong trào đấu tranh vũ trang nhân dân. Khi bị giặc bắt, bị tra tấn dã man, chị chết đi sống lại nhiều lần, nhưng kẻ địch đã không khai thác được gì, đành phải thả chị ra. Về quê, chị lại được chi bộ bố trí nhiệm vụ trong đội du kích. Ngoài việc luyện tập canh gác quấy rối và đánh địch, chị còn lãnh đạo chị em khai hoang, cấy lúa, chăn nuôi gà để lấy tiền mua sắm vũ khí. Năm 1951, tay không, chị đã dùng mưu bắt một tiểu đội địch ngay giữa chợ, thu được 7 khẩu súng. Sau đó, chị lại dùng mưu bắt tên sĩ quan Pháp chỉ huy trong một trận can quét của chúng ở xã. Năm 1952, trong Đại hội Anh hùng Chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất, chị đã được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng một khẩu súng ngắn, được thưởng huân chương kháng chiến hạng nhất, huân chương quân công hạng 3, và chị đã được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang. 5. Đồng chí Đinh Thị Vân, nữ đại tá tình báo giỏi nhất. Đồng chí Đinh Thị Vân sinh năm 1916, mất vào năm 1995, tên thật là Đinh Thị Mậu, là một đại tá Quân đội Nhân dân Việt Nam. Đồng chí là một tình báo viên nổi tiếng trong chiến tranh Việt Nam, được nhà nước Việt Nam phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đồng chí Đinh Thị Vân nguyên là huyện ủy viên huyện Xuân Trường cũ và ở trong Ban chấp hành tỉnh đội phụ nữ tỉnh Nam Định. Đồng chí không qua một lớp đào tạo nghiệp vụ nào về tình báo nhưng lại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của một sĩ quan tình báo. Đồng chí đã đi sâu vào tổ chức tình báo hồi Pháp chiếm đóng Hà Nội và thời kỳ Mỹ Ngụy chiếm đóng Sài Gòn, khai thác những tài liệu quân sự có giá trị, có ý nghĩa chiến lược để phục vụ cho sự nghiệp chống xâm lược, giải phóng đất nước. Mọi thành quả vô cùng lớn lao của tình báo Đinh Thị Vân đã đạt được có một tầm quan trọng trong chiến lược, giúp cho Trung ương chỉ đạo kịp thời cuộc chiến đấu với Mỹ Ngụy. Những tài liệu hết sức cơ mật đó không phải chỉ mua được mà là kết quả của sự cảm hóa, thuyết phục, vận động kiên trì quần chúng trên ý thức lấy dân làm gốc. Sĩ quan tình báo Đinh Thị Vân đã vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước kết thúc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đồng chí đã được Bộ Quốc phòng phong quân hàm đại tá. 6. Đồng chí Võ Thị Thắng. Đồng chí Võ Thị Thắng sinh vào ngày 10 tháng 12 năm 1945, mất vào ngày 22 tháng 8 năm 2014 là đại biểu Quốc hội Việt Nam các khóa 9, 10, 11. Đồng chí thuộc đoàn đại biểu Long An. Ngoài ra, đồng chí là nguyên ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 8 và khóa 9, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch, nguyên Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam Cuba, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Hình ảnh chị Võ Thị Thắng ung dung mỉm cười đứng trước hai hàng lính dẫn giải chính là hình ảnh của một sinh viên yêu nước, một chiến sĩ biệt động với nụ cười chiến thắng mà một phóng viên người Nhật đã kịp ghi lại được trong phiên tòa của Mỹ Ngụy năm 1968.
Năm 11 tuổi, chị đã làm liên lạc cho cách mạng. Sau đó, năm 17 tuổi, chị đã tham gia vào phong trào đấu tranh của sinh viên, thanh niên và học sinh Sài Gòn nhằm xây dựng căn cứ chính trị, chuẩn bị cho đợt tiến công năm Mậu Thân 1968. Chị còn tham gia vào phong trào công nhân và lực lượng vũ trang trong lòng thành phố. Khi thực hiện nhiệm vụ trừ gian ở Phú Lâm, chị đã bị giặc bắt. Chúng đã tuyên án khổ sai 20 năm với chị và đáp trả những lời chúng là nụ cười với lời thách thức. Liệu chính quyền các ông có tồn tại đến 20 năm để cầm tù tôi không? Câu nói nổi tiếng ấy chính là lời khích lệ toàn dân đánh giặc. 6 năm ròng bị đày đọa tra tấn, đồng chí cũng như nhiều đồng chí khác đã không bị khuất phục trước cường quyền bạo lực của kẻ thù. Tại nhà tù, trong hoàn cảnh khó khăn, đồng chí đã lấy đó làm môi trường để rèn luyện, thử thách phẩm giá, ý chí và lòng kiên trung với dân tộc, với tổ quốc. Bản lĩnh của người sinh viên yêu nước can đảm đã là tấm gương cho biết bao chiến sĩ cộng sản noi theo. Đến tháng 3 năm 1973, theo Hiệp định Paris, kẻ thù đã phải trao trả các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm. Đến lúc ra tù, đồng chí vẫn ngẩng cao đầu với tư thế của một người chiến thắng. Sau hòa bình, đồng chí vẫn luôn tâm niệm lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vẫn luôn chấp hành chủ trương của Đảng, Nhà nước, lắng nghe tiếng nói của dân khi được bầu làm đại biểu Quốc hội. Sau này, đồng chí đã nhận nhiệm vụ đứng đầu ngành du lịch và đưa ngành trở thành một mũi nhọn trong nền kinh tế nước nhà. 7. Đồng chí Nguyễn Thị Định. Đồng chí Nguyễn Thị Định sinh vào ngày 15 tháng 3 năm 1920, mất vào ngày 26 tháng 8 năm 1992, còn được gọi là Madame Nguyễn Thị Định, bà Định, bí danh Bích Vân, bà Tấn, bà Nhất và bà Hận, là nữ thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam đầu tiên và là nữ chính trị gia Việt Nam, nguyên Phó Tư lệnh Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam, Phó Tư lệnh Chiến dịch Hồ Chí Minh, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 4, 5, 6, đại biểu Quốc hội khóa 6, 7, 8. Đồng chí Nguyễn Thị Định sinh ra tại xã Lương Hòa, tỉnh Bến Tre. 16 tuổi đã tham gia cách mạng, 18 tuổi được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương. Sau khởi nghĩa, đồng chí là một trong những người đầu tiên đưa vũ khí qua đường biển vào Việt Nam trong cuộc kháng chiến. Năm 1945, đồng chí đã được Trung ương Đảng chỉ định tham gia vào Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre và được Đảng giao nhiệm vụ ở lại miền Nam tham gia lãnh đạo nhân dân và phụ nữ trong tỉnh đấu tranh đòi thi hành Hiệp định Geneva. Đồng chí đã được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre. Sau khi tham gia lãnh đạo phong trào Đồng Khởi năm 1960, đồng chí là ủy viên đoàn chủ tịch ngay khi Mặt trận Giải phóng miền Nam ra đời. Năm 1961, đồng chí là khu ủy viên khu 8 Nam Bộ. Năm 1965, đồng chí là phó tư lệnh lực lượng vũ trang giải phóng miền Nam, đồng thời là chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ giải phóng miền Nam. Đồng chí là người hiền lành, giàu lòng vị tha, sống gần gũi, chan hòa với mọi người. Bà con và bộ đội vẫn gọi đồng chí bằng cái tên thân mật, chị Ba Định, cùng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã trao tặng cho phụ nữ Việt Nam: anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang. Năm 1974, đồng chí đã được Ủy ban Giải thưởng Quốc tế Lenin trao tặng giải thưởng vì củng cố hòa bình của các dân tộc. Năm 1976, đồng chí là Phó Chủ tịch thứ nhất, từ năm 1980 là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đồng chí đã được bầu làm Phó Chủ tịch Liên đoàn Phụ nữ Dân chủ Quốc tế, có uy tín trong phong trào phụ nữ thế giới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và bật chuông để nhận được những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.